quý vị, ngay lúc này đây, 22 giờ tối thứ bảy quen thuộc của chúng ta trên kênh HTV7, Phương Hiếu xin nồng nhiệt chào đón quý vị đang đến với chương trình Một Sân Chơi Tình Yêu đang rất được yêu thích mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, đây là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Đây là một sân chơi chúng tôi mong muốn kết nối những chàng trai và cô gái độc thân cùng đến đây để chia sẻ cho nhau những cảm xúc tình yêu, những quan điểm sống, quan điểm tình yêu của người trẻ. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi rất hân hạnh khi mà chào đón đến sân chơi này, đó chính là những người làm cha làm mẹ. Chính tiếng lòng của họ đã mang lại những giá trị tuyệt vời, những cảm xúc vô bờ bến cho tất cả những người theo dõi chương trình. Hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm được một cặp đôi thật đáng yêu, và quan trọng là họ cũng đồng cảm với nhau và quyết định gắn kết với nhau. Đó chính là mục đích của chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem bốn nhà trai đến đây ngày hôm nay là ai. Xin mời. Đầu tiên là mẹ Ánh Tuyết và con trai Ngọc Huy, mẹ dịu dàng, con đa tài. Gia đình thứ hai là mẹ Thái Hòa, con trai Bảo Linh, mẹ trẻ trung, con thư sinh. Kế đến là ba Tấn Lực, con trai Thế Kiệt, ba sôi nổi, con Thành Đạt. Và cuối cùng là mẹ Thới Lai cùng con trai Đinh Khoa, mẹ sang trọng, con Hiền Lành. Khán giả trên sân khấu lúc này là đại diện bốn gia đình nhà trai cùng đến đây. Chúng ta có ba bà xui gái, một ông xui trai. Dạ, bây giờ chúng ta cùng làm quen nha. Dạ, mời vị đầu tiên giới thiệu về mình ạ. Dạ, tôi xin chào anh Si ạ. Xin chào anh khán giả. Tôi tên là Trương Thị Ánh Tuyết. Tôi đến cùng con trai tôi là Nguyễn Nhật Huy, cháu 21 tuổi ạ. Dạ, gia đình mình đến từ đâu ạ? Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón đến với chương trình. Dạ, mời gia đình số 2 giới thiệu ạ. Dạ, chào em MC đẹp trai. Dạ, này dạ xin nào. Chào khán giả. Em tên là Thái Hòa, con trai là Bảo Linh. Dạ. Dạ, gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình đến với chương trình. Dạ, xin mời gia đình số 3 ạ. Xin chào khán giả, xin chào MC. Tôi tên là Tấn Lực, tôi đến cùng với con trai của tôi tên là Thế Kiệt. Dạ. Hai cha con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nhà số 3 giới thiệu sôm tủ quá, không lẽ mình chịu thua sao? Dạ, mời gia đình số 4 ạ. Xin chào MC Duyên Giác Phương Hiếu. Phải lắm ạ. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Thế Lai, con trai của tôi là Đình Khoa. Dạ. Hai mẹ con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Lần đầu tiên Phương Hiếu phải thay mặt ban tổ chức chương trình cảm ơn các vị phụ huynh đã dành thời gian đến với con trai của mình, đã đến với Thông Gia Song Đấu. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời. Quý vị khán giả thân mến, lúc này đây thì chỉ có quý vị khán giả đang theo dõi chương trình mới thấy được diện mạo của các bậc phụ huynh nhà trai và bốn chàng trai như thế nào thôi. Còn Phương Hiếu cũng như là người chơi chính và tất cả các khán giả có mặt tại trường quay vẫn chưa biết các cậu con trai này dung nhan diện mạo ra làm sao hết. Cho nên đây chính là điều thú vị từ chương trình. Chúc cho các cô chú sẽ cùng trải nghiệm thật tuyệt vời với Thông Gia Song Đấu. Quan trọng là chúng ta phải quyết liệt nha, để mang nàng dâu thật thú vị, thật dễ thương, thật tài năng về cho gia đình của mình. Cảm ơn các cô chú rất nhiều. Chúng ta về vị trí, chuẩn bị bắt đầu chương trình ạ. Thưa quý vị, như vậy các nhà trai đã vào vị trí. Còn bây giờ chúng ta cùng xem nữ chính ngày hôm nay dung nhan, diện mạo và tài năng ra sao. Mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Võ Ngọc Trâm, một cô gái 26 tuổi vô cùng duyên dáng. Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, chính bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của Ngọc Trâm đã thu hút ánh nhìn của nhà sản xuất để tạo nên mối cơ duyên đưa cô đến với nghề người mẫu. Không chỉ là một người mẫu xinh đẹp, tài năng, Ngọc Trâm còn chăm chỉ và nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ từ nhỏ của mình thành hiện thực. Đó là làm chủ một chuỗi cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, vì không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Và Trâm sẽ là người mang đến hạnh phúc làm đẹp cho tất cả khách hàng của mình. Ngọc Trâm không tìm kiếm sự giàu có về tiền bạc, mà với cô, đó chỉ là công cụ giúp Trâm có điều kiện giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Ngọc Trâm quan niệm rằng, cho đi là nhận lại, đó mới là hạnh phúc đích thực mà cô tìm kiếm. Với niềm tin mây tầng nào gặp gió tầng đó, cô mong muốn tìm được một nửa yêu thương có cùng tần số với mình, là người tốt bụng, có khiếu hài hước, nói ít làm nhiều, có chí tiến thủ trong công việc cũng như cuộc sống, để cả hai đồng hành cùng nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
Thưa quý vị, là một người mẫu ảnh đầy triển vọng và đặc biệt ngày hôm nay đến đây với một câu chuyện thật thú vị, chúng ta cùng chào đón nữ chính ngày hôm nay, Võ Ngọc Trâm. Xin chào cô chú, chào các bạn khán giả đang xem. Con tên là Võ Ngọc Trâm, năm nay con 26 tuổi, hiện tại con đang làm người mẫu ảnh và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Tại vì sao một người có dung nhan xinh đẹp như vậy lại còn độc thân? À. Đó là điều em cũng đang thắc mắc đó là. Em cũng phải thắc mắc. Dạ. Có nghĩa là đường tình duyên của mình như thế nào trước giờ rồi? Anh có biết đường chợ Bàn Cờ không anh? À, chợ Bàn Cờ là gần nhà anh luôn á. Đó, đường tình duyên của em y hệt như cái đường của chợ Bàn Cờ vậy đó anh ạ. Tại đường tình duyên em nó xẻ tùm lum vậy đó. Dạ đúng rồi. Nó gồ ghề, nó bập bênh lắm anh. Nó gập ghềnh phải không? Dạ đúng rồi. Nghe nó bắt đầu hơi sợ sợ, chia sẻ chút xíu nè. Dạ. Em đó giờ là quen được ba người rồi. Mà người đầu tiên đó là do kiểu như lần đầu tiên mình yêu, cho nên nó hả em bị kiểm soát anh. Bị kiểm soát? Dạ, cái em rất là kiểm soát cái người đó luôn. À là em kiểm soát người đó chứ không phải người đó kiểm soát em, hết hồn hết vía. Tưởng là người ta kiểm soát thao túng tâm lý mình, ai về là mình kiểm soát người ta. Mình thao túng người ta luôn. Mình thao túng người ta. Rồi người ta bỏ mình. Dạ, à người ta chịu không nổi, tới một lúc nào người đó ta người ta chịu không nổi người ta rút. Dạ. Là người đầu tiên gãy gánh. Dạ xong tiếp rồi theo. Sau người đó là em cũng nhận ra là mình đúng là như vậy là sai. Nghĩa là mình tự rút ra kinh nghiệm cho dạ, mình đúng rồi. Không? Dạ xong tới người thứ hai thì là yêu xa. Yêu xa. Yêu xa khó lắm người ơi. Đúng rồi. Ta thường nói xa mặt cách lòng. Dạ. Cho nên cũng đã vậy còn gặp dịch nữa. Ờ. Cho nên là cũng đứt luôn. Cũng đứt luôn. Rồi mối tình thứ ba. Rồi mối tình thứ ba là do em đi làm nhiều quá không có thời gian nè. Ừ. Không có gặp người đó được nhiều cho nên nó hả người đó gặp gỡ người khác bị em phát hiện. Nghĩa là bạn đó cấm sừng mình. Dạ. Có gì đâu mà sợ anh cuộc đời mà. Rồi em thoải mái quá ha. Kiểu giống như là mình phát hiện cái người đó không tốt thì thôi mình tìm người khác. Dạ đúng rồi. Hôm nay người ta yêu mình, ngày mai ta hết yêu là chuyện bình thường. Anh thích cái quan điểm này nha. Việc của mình là cứ hoàn thiện bản thân mỗi ngày thôi. Chính xác. Rõ ràng là mình phải xứng đáng. Mình phải thích mình phải yêu bản thân mình. Còn lại thì người xứng đáng sẽ đến với mình thôi. Chương trình chỉ hy vọng là sẽ giúp cho em tìm được một chàng trai ưng ý nhất. Ngày hôm nay thưa quý vị, bốn chàng trai, con của bốn gia đình nhà trai đang ở trên phòng chờ. Và chắc chắn là những gì chúng tôi đang diễn ra tại đây đã có cái sự kết nối với hệ thống ở trên đó để các bạn đều thấy và nghe hết. Các chàng trai ơi, thấy cô gái ngày hôm nay như thế nào ạ? À? Xinh đẹp, quan điểm sống rõ ràng, quan trọng là yêu bản thân, làm cho bản thân mình tỏa sáng nhất thì chắc chắn những thứ xứng đáng sẽ đến với mình. Hy vọng em sẽ tìm được người ưng ý. Còn bây giờ, chúng ta cùng xem hội đồng người thân của Võ Ngọc Trâm là ai. Cùng chào đón hội đồng người thân của nữ chính ngày hôm nay. Xin mời! Yeah. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là hội đồng người thân của nữ chính Võ Ngọc Trâm. Chúng ta cùng làm quen. Dạ, thưa cô chú và thưa em, ở trên sân khấu chúng ta bên tay phải là bốn vị phụ huynh của nhà trai. Bây giờ mời cô chú giới thiệu về mình nha. Dạ mời ạ. Xin chào họ nhà trai. Dạ. Xin chào MC Phương Hiếu. Dạ. Xin chào quý khán giả. Tôi Phương Lam, con gái Ngọc Trâm, đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, trời ơi, dữ dội, năng lượng dồi dào. Dạ. Xin chào đón bố đến với chương trình. Dạ xin mời mẹ. Xin chào bốn gia đình nhà trai. Xin chào MC Xen Hiếu xinh đẹp. phải dạ. Dễ thương. Dạ. Xin chào quý khán giả. Tôi tên là Hồng Hiếu, tôi cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đây là mẹ phải không ạ? Vâng, tôi là mẹ của Ngọc Trâm. Là vợ của chú ở giữa. Chọc vậy cho nó vui, nhìn là thấy hai vợ chồng đến đây vì con gái rất là vinh hạnh. Còn đây chắc là em hay là chị nhỉ? Dạ em là em của chị Ngọc Trâm ạ. Thì lời đầu tiên em xin chào các họ nhà trai. Xin chào khán giả và xin chào MC Phương Hiếu ạ. Dạ. Em tên là Ngọc Yến, hiện tại thì em đang là sinh viên năm thứ tư của trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Dạ. Ngọc Yến em họ của Ngọc Trâm. Dạ đúng rồi ạ. Tưởng là em ruột không có tại Ngọc. Nghe tưởng là ruột. Cảm ơn cô chú rất là nhiều
vì sự có mặt của cô chú ở đây ngày hôm nay chắc chắn là làm cho chương trình thêm thú vị hơn, và quan trọng là cô chú vì con gái mình mà đến. Cho Phương Hiếu hỏi cô chú nha, rất nhiều khán giả theo dõi chương trình cũng thắc mắc là không biết vì sao, động lực nào mà những người làm cha làm mẹ lại luôn luôn đồng hành cùng con mình trên những cái sân chơi tìm kiếm tình yêu như thế này. Cô chú vì lý do gì mà đồng ý đến đây cùng em vậy ạ? Tôi xin giới thiệu, vì lý do chương trình là đến để tìm cho con gái mình là một người yêu thực sự, chân thành và thương yêu, biết quan tâm và chia sẻ với con gái mình. Mục đích như vậy thôi. Cô ơi, câu này cho con hỏi cô nha. Thường á, người bố trong gia đình lúc nào cũng mong muốn những điều đó cho con gái mình, là phải kiếm rể làm sao cho nó tương xứng, phải không bố? Phải là có công ăn việc làm, chung thủy, rồi tốt bụng này nọ. Còn riêng bản thân cô, tiêu chí của cô về một chàng rể tương lai đó là gì ạ? Xin chào với chương trình. Tôi đến chương trình hôm nay tôi cũng muốn tìm cho con gái tôi một người để xứng đáng là biết thương yêu con gái. Và con trai hiền, con rể thì dễ thương và biết chăm sóc con gái mình. Thì và cũng là để con gái mình lấy chỗ dựa vững chắc. Vậy là mình cần là biết chung thủy yêu thương con gái mình trước. Và thí dụ mà chung thủy yêu thương con gái mình mà nhà điều kiện không có khá thì được không ạ? Tôi nói chung là vì điều kiện thì bây giờ cũng không phải là ai cũng có mà ai cũng nghèo thì thôi. Biết là làm sao mà gia đình nhà tôi cũng không phải là điều kiện khó khăn lắm, thì điều mong muốn nhất là biết thương yêu con gái, biết chăm sóc và biết chiều chuộng. Vậy thôi. Chứ giàu nghèo mình không quan trọng nữa. Tại vì nhà mình cũng có điều kiện. Rồi. Còn em là em họ ở nhà chắc là cùng là con gái với nhau, dễ chia sẻ câu chuyện tình cảm hơn. Trong tình yêu thì chị họ của em là một cô nàng như thế nào? Dạ thì mình là con gái với nhau mà mình thường xuyên hay chia sẻ tâm sự với nhau. Thì em có hay đi cà phê với chị thì em có biết được là chị Trâm là một người rất là khó tính, cực kỳ khó tính trong tình yêu nha. Cực kỳ khó tính luôn hả? Dạ đúng rồi, thì chị có chia sẻ với em ấy là mình yêu thì mình chọn người, phải chọn đúng người. Nếu lỡ may mà mình không có kỹ càng á, mà mai mốt sau mình có thành đôi, mình có về nhà với nhau mà lỡ may là không hợp thì có phải là lỡ dở một cái chặng đường của chị hay không? Đúng rồi. Dạ. Thì thôi thì em cũng chúc các nhà trai cố gắng lên nha. Chị em khó tính vậy thôi chứ đáng yêu lắm ấy ạ. Dạ. Thật ra đối với anh Hiếu đó không phải khó tính. Mình làm cái gì mình phải kỹ. Mình kỹ lưỡng ngay từ đầu để về sau mình đỡ mang hậu họa thôi. Tại vì chúng ta thanh xuân người con gái nó chỉ có một khoảng thời gian đẹp nhất. Nếu mình dành thanh xuân đó mình hời hợt cho một người nào đó thì chắc chắn cái giá phải trả là mình nhận chứ ai nhận. Thà là một mình. Đúng không em? Dạ. Đâu phải là mình khó tính, là mình kỹ lưỡng. Lựa càng kỹ thì biết đâu mình gặp người tốt sớm hơn. Còn không gặp được thì cứ ở một mình. Đúng. Chúc cho gia đình nhà gái với quan điểm rõ ràng như vậy, đặc biệt là nhà trai cũng đã hiểu phần nào về mong muốn của nhà gái, để chúng ta có những chia sẻ thật là thú vị, để mong muốn là giúp cho Trâm tìm ra người phù hợp nhất. Còn bây giờ, dạ, mời cô chú về vị trí để bắt đầu chương trình ạ. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, không khí rộn ràng như thế này cũng đã báo hiệu chúng ta bắt đầu ngay đến với vòng đầu tiên của chương trình Thông Gia Song Đấu mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng này, điều thú vị sẽ xảy ra ngay từ vòng đầu tiên sau khi phần giới thiệu của các gia đình nhà trai xong, cũng như kèm với đó là một hành động dễ thương để diễn tả về con trai của mình, thì gia đình nhà gái phải ngay lập tức đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình nhà trai mà họ cho rằng những thông tin mà ba mẹ nhà trai chia sẻ không phù hợp với họ. Cho nên ngay từ vòng này, rất mong là các cô chú nhà trai chúng ta sẽ quyết liệt lên, chia sẻ những thông tin càng nhiều càng tốt về tính cách, công việc, độ tuổi hay là sở thích của con trai mình như thế nào, để đâu đó chúng ta tìm kiếm sự đồng cảm từ phía nhà gái nha. Chứ nếu mình kể ít quá thì đôi khi ở bên nhà gái người ta chưa có hiểu, cái người ta thấy không phù hợp để dừng cuộc chơi với mình. Chúc các cô chú sẽ hoàn thành thật tốt phần này nha. Và đặc biệt là chúc cho nhà gái chúng ta cũng sẽ quan sát thật kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn đầu chương trình ha. Vỗ tay ủng hộ các gia đình được không ạ? Ngay bây giờ mọi sự tập trung đều hướng mắt về gia đình nhà trai đầu tiên để xem mẹ nhà trai đầu tiên sẽ chọn hành động dễ thương gì để diễn tả về con trai của mình. Và xin mời mẹ bắt đầu. Thank you.
Cảm ơn. Ờ, anh Thách em đoán làm gì luôn á? Em chưa kịp nghĩ ra gì trong em đầu là ngưng rồi. Em đầu luôn không? Dạ. Em dở quá, anh cũng vậy. Dạ, nhà gái có đoán được là mẹ nhà trai vừa diễn tả cái gì không ạ? Là nhà trai sẽ làm về kinh doanh viết lách và làm kinh doanh ở thị trường. Kinh doanh viết lách, kinh doanh thị trường này con mới nghe lần đầu tiên. Viết lách, dạ, viết lách ví dụ như đầu là nhà tiên văn. Là viết. À là nhà văn, kiểu như nhà văn, viết, nhà thơ. Viết, về hay là thầy là giáo. Về sổ sách. À, sổ sách. Dạ. Đó. Sau là kinh doanh. Còn mẹ nghĩ sao mẹ? Mẹ cũng nghĩ vậy à, mẹ cũng nghĩ là bên kinh doanh á là hay viết bên sổ sách rồi mình kinh doanh các mặt hàng. Dạ. Mặt hàng. Rồi, đấy là theo mẹ nghĩ là như vậy à. Mẹ nghĩ là như vậy. Em gái có suy nghĩ khác không? Lúc đầu á thì em nghĩ là kiểu giống như là mấy cái anh trưởng ban nhạc á, mấy anh hay có cái đũa mà vô như vậy điều khiển nhạc trưởng. Ờ dạ đúng rồi, lúc đầu em tưởng như vậy, cái đến lúc mà chú kêu là kinh doanh này nó các thứ em thấy cũng hợp lý, có cũng khi hợp lý vậy cũng ra dạ, chút xíu rồi. Phải không? Dạ. Đó là suy nghĩ của mình, để xem là mẹ nhà trai sẽ cho mình biết là hành động vừa rồi có đúng là mô tả như vậy hay không, hay có điều gì khác. Mẹ, hành động vừa rồi của mẹ muốn diễn tả điều gì về con mình và vì sao mẹ lại cho rằng con trai của mẹ là số 1? Mời mẹ. Tại vì mẹ thấy là con trai mẹ năm nay đang học vì bên thiết kế. À, học thiết kế. Thiết kế nội thất á. Dạ, là mẹ. Dạ, tại vì con mẹ của mẹ rất là như là suy nghĩ con mẹ nó rất là giỏi á. Như cái lứa tuổi như vậy nhưng mà con trai người ta như là giỏi 1 nhưng mà con trai của mẹ giỏi tới 10 lần. Cháu biết rất là nhiều tiếng. Cái 2-3 thứ tiếng là. Dạ. Bây giờ bên thiết kế là bây giờ là học mà giỏi gì bên ngoại ngữ, là chữ tiếng Anh. Dạ. Rồi tiếng Pháp. Rồi từ sau này cháu còn tính như là đi học thêm tiếng Trung hoặc là cái gì nữa. Tôi tin chắc là con trai là số 1. Là em học về kiến trúc mẹ ha, cho nên em hay vẽ, nãy mẹ diễn tả là vẽ, là vẽ kiến trúc. Rồi còn lại cái này thì mẹ diễn tả gì? Như là này mẹ diễn tả gì nãy chưa hiểu nè. Đang đợi mẹ giải thích. Như là bên thiết kế mà bên nội thất nha, tương lai cháu còn muốn đi học thêm nữa thì trời đó. À là kiểu như vậy là dạ. thêm nữa đó. Ở này mới biết à, ở này lạ đó. Nhà gái thân mến, đây là cậu con trai rất là đa tài. Chẳng những đang học về kiến trúc là em sẽ vẽ, phác thảo rất là nhiều thứ, và bên cạnh đó em còn giỏi ngoại ngữ nữa. Đây là một cậu con trai có trí óc đó. Dạ, nhà gái thấy sao về những thông tin này ạ? À? Thì như thế là bên nhà gái là cảm thấy như thế là cháu này là rất có chí tiến thủ. Bố thì nghĩ như vậy, mẹ thì nghĩ sao ạ? Mẹ thì nghĩ về con trai của nhà số 1 á, là bây giờ vẫn đang đi học hành mà vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Cho nên là mình cũng còn phải để mình suy nghĩ. Dạ, nghĩa là mình biết học là tốt quá, còn nghề nghiệp thì mình thấy chưa thấy rõ. Đúng không? Mới là chưa đi làm. Mình đang đắn đo là chưa đi làm. Nghĩa là bây giờ bên nhà gái mong muốn một chàng rể tương lai phải có công việc, có thu nhập phải không ạ? Dạ. Cũng đúng ha. Dạ. Tại vì ở độ tuổi em bây giờ mà nếu mà một chàng trai đó đang còn nhỏ quá thì chắc chắn là bạn phải cần thời gian để chứng minh bản thân. Đúng rồi. Phải không? Mình là 26 mà đi làm rồi, một chàng trai mà chưa đi làm thì cũng cực. Nhưng mà cũng để con nếu như phù hợp thì chuyện gì cũng được hết. Nghĩa là nhỏ tuổi hơn vẫn được. Dạ. Chỉ cần phù hợp là được. Em cấp bằng luôn. Cấp bằng luôn, vợ tài. Vậy là tự nhiên nhà trai mở lòng liền phải không ạ? Chúc mừng nhà trai số 1 đã vừa hoàn thành xong. Và đâu đó đã mang lại những thông tin khá tích cực về một cậu con trai tiềm năng, một chàng rể tiềm năng khi mà học giỏi ngoại ngữ và bên cạnh đó đang làm kiến trúc nữa. Đang học về kiến trúc thì chắc chắn công việc sau này cũng khá là rạng rỡ. Bây giờ để xem nhà trai số 2 không lẽ chịu thua nhà trai số 1. Dạ, mời mẹ nhà trai số 2 nhập cuộc ạ. Dạ, cảm ơn mẹ. Dạ. Con mạnh dạn đoán luôn. Cậu con trai này còn trẻ nhưng mà bị viêm khớp dạng thấp. Bóp tai. Tại cái này nhà mẹ cũng bị. Mẹ cũng bị bóp tai hoài. Viêm khớp dạng thấp. Mấy khớp tai chịu không nổi. Cho nên bóp suốt. Tại vì cái hành động bóp tai thì thấy quen quá. Nhà gái thì nghĩ sao ạ? Theo nhà gái cảm nhận là chắc là làm về ngành massage. Massage. Dạ, massage bấm huyệt.
Thế à, là... bấm nguyệt nữa. Dạ, đó. Dữ vậy sao? Dạ. Là có massage mà bấm nguyệt. Dạ. Con chưa thấy cái khúc bấm nguyệt ở đây đó, nha. Đó, massage cho như thế là thông mạch máu. Cho còn... như thế là... Dạ, nói theo cái kiểu mà chúng ta, cái kiểu mà ngoài đường chút xíu giống như đang nắng gân vậy đó. Dạ. Hiểu phải không ạ? Phải không? À, cũng có thể là đang nói về ngành nghề, cái anh này làm bác sĩ vật lý trị liệu. Đúng không? Đúng rồi đó. Có nghi về điều đó. Đó. Dạ, em họ em nghĩ sao? Ừ, em vẫn không hiểu cái này. Cái này em nghĩ là giống kiểu bắt mạch đấy. Bắt dạ. mạch ta để như vậy không ơi? Ờ vậy. Ta để như vậy không ai dạ. bắt mạch, không ai bắt mạch mà kiểu còn... bạo lực vậy đó. Dạ, còn nếu mà làm spa nọ các thứ thì em nghĩ là phải thêm cái này nữa đúng, cơ. Đúng. Thế nên cái này em vẫn không hiểu. Dạ. Cũng có thể, còn em muốn hiểu những hành động này như thế nào em đợi đi. Sau dạ. này em 50 60 tuổi em hiểu hết. Chàng mẹ ảnh nhà, em sẽ hiểu hết từ từ. Dạ, con mẹ thì sao ạ? Còn mẹ thì mẹ cũng chưa hiểu được, mẹ đoán là con trai của mẹ là chắc là ngoan ngoãn hiền lành, là hay về để nặn bóp cho mẹ. Cũng có lý ha, biết đâu được, hợp lý. Riêng Phương Hiếu chắc là nghiêng về, đây là một chàng trai có sức khỏe, có thể là khỏe mạnh, cơ bắp chẳng hạn. Để xem mẹ nhà trai số 2 sẽ giới thiệu như thế nào. Dạ thưa mẹ, nãy giờ bên nhà gái đã đoán hết rồi. Đúng hay không đúng, mẹ hãy giải bài, và quan trọng là chứng minh cho mọi người thấy con của mẹ là số 1, mời mẹ. Dạ, cảm ơn bên họ nhà gái là cũng đoán được là đúng 50%. Dạ là đúng là con trai là đang là làm cái nhà massage và còn làm chuỗi một cái cửa hàng salon tóc nữa. Thì đối với lại con gái trong đây thì là người mẫu ảnh thì là cần phải làm đẹp. Hơn nữa thì nếu như mà làm đẹp đi suốt như vậy, đi mẫu ảnh thì phải đi nhiều đúng không? Đứng tạo dáng này kia nhiều thì... là sau khi mà một ngày làm việc mệt mỏi thì về sẽ có con trai mẹ massage cho. Đối với mẹ, con trai mẹ là số 1. Tuyệt vời. Nếu mà em gặp một chàng trai á, vừa biết massage, vừa biết làm tóc thì em thấy như thế nào? Vậy quá tuyệt vời rồi anh. Quá tuyệt vời, nó tiện cho cái nghề của em vô đúng cùng luôn. Phải không? Tại vì khi mà em hóa thân vào những cái concept để em chụp hình á, những cái ý tưởng chụp hình thì em cần phải làm tóc. Anh cũng có thể tư vấn cho em kiểu nào hợp cho em. Và thậm chí là anh cũng có thể đồng hành cùng với mình. Đúng rồi. Tại vì cái công việc của anh là như vậy mà. Thì đồng hành cùng với mình, tiện cả đôi đường. Đúng. Quá tiện ha. Dạ. Đó là suy nghĩ của em thôi. Chưa chắc ba mẹ em chịu. Dạ đúng ba rồi mẹ cái gì. Dạ mời nhà gái ý kiến ạ. Nói chung là cái nghề này của bên cháu nhà giai thì cũng thấy là tương đối phù hợp với con gái. Dạ. Còn em thì sao? Em nghĩ có phù hợp với chị em không? Dạ thì em thấy nhà trai số 2 có công ăn việc làm khá là ổn định. Thì em có nghe thấy là anh ấy có một chuỗi salon ngoài nọ các thứ luôn. Nhưng mà em thấy mấy anh mà làm ở salon á, hay tiếp xúc với các bạn nữ nhiều á, nó cũng là một cái vấn đề quan ngại với chị Trâm ạ. Nhưng mà quan trọng là mình xinh đẹp thì mình tỏa hương thôi đúng không? Mình chỉ cần tập trung như bản mình thân. Mình chỉ cần mình đẹp thì tự nhiên người ta phải bên cạnh mình, chứ mình đâu có cần giữ người khác đúng không? Đúng rồi anh. Yên tâm. Dạ đó là nhà trai số 2, một tràng vỗ tay chúc mừng ạ. Thưa quý vị, như chúng ta đã thấy là trên hội đồng nhà trai chỉ có duy nhất một ông xui thôi. Rõ ràng chúng ta thường hay quan niệm rằng á, chắc là đàn ông cũng kiệm lời, không có chia sẻ gì dữ dội. Nhưng để xem ông xui tương lai ngày hôm nay sẽ thể hiện như thế nào. Dạ, mời nhà trai số 3 bắt đầu ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ sao ta, em đoán được gì không? Em thấy có vẻ giống như là múa mì trong hai đi lao á anh. Múa mì trong hai đi lao. Trong hai di lao nào múa mì mà nằm dài đó thạc. Trong cái tiệm đó người ta múa mì tao quăng chiếu chiếu này thứ hai mà. Dạ nhà gái nghĩ sao về hành động vừa rồi ạ? Theo nhà gái thì cái hành động của anh xui bên đó, nói chung là con trai là cũng không được như thế hiểu lắm, nhưng theo nhận định là cũng như MC thôi. Đấy, dạ. là làm nghề ăn uống. Là nghề mình ăn uống không ba? Dạ. 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 Con mẹ nghĩ đấy. Sao ạ? Theo mẹ nghĩ là bên nhà trai á, là cái người con đấy là chắc là về bên kinh doanh công việc.
nó chắc là thấy nó cũng nhiều việc quá, không có thời gian, kể cả có khi là vừa làm vừa ăn. Bây giờ mời ba chia sẻ coi những phỏng đoán từ nhà gái và cả Phương Hiếu và cả em Trâm đây là đúng hay sai, và quan trọng là vì sao con của ba là số 1 thưa ba? Tôi nó đã đi làm và để dành tiền tự lập, và hiện bây giờ nó đã sở hữu một chuỗi hệ thống thời trang. Oh. Và công việc tay trái của nó, thêm công việc tay trái của nó là diễn viên tự do. Yeah. À, thì hành động đó là nói lên là nếu mà về làm dâu nhà tôi thì con dâu sẽ rất sung sướng và hạnh phúc nhàn rỗi. Trời ơi, hiện, hiện tại á là tôi có hai nơi ở, một á là nhà ở mặt tiền thành phố. Dạ. Còn hai là có đất ở dưới Sóc Trăng, mà đất á thì rất là rộng bát ngát luôn, cò bay gãy cánh luôn. Đó. À, nó là con cả trong gia đình, cho nên á nó lấy vợ về rồi á thì gia tài tài sản á vợ chồng nó hưởng hết. Trời ơi. Cha tôi là số 1. Còn gì bằng một ông chủ của thương hiệu thời trang, phải không ạ? Có nhiều cửa hàng thời trang, bên cạnh đó đang là diễn viên người mẫu tự do, quá hợp với em luôn. Dạ ba mẹ ơi, mình thấy như thế nào về chàng trai số 3 ạ? Tôi cảm thấy như thế là rất là có cái điều kiện để dạ. lay mai về chăm sóc cho con gái của tôi. Đúng rồi. Thế là, và như thế là muốn gia đình là về là yêu thương chiều chuộng, như theo về cái kinh tế thế là cũng thấy tạm ổn. Mẹ ơi, mẹ thấy sao về chàng rể tương lai như thế này ạ? Theo mẹ nghĩ là chàng rể tương lai như này, nếu mà có điều kiện mà nhà cửa hoặc là có đất rộng kinh doanh như thế cũng là tốt. Thế nhưng mà mẹ nghĩ là nếu mà lấy về con cả là nó, theo mẹ là cũng thấy hơi vất, là mọi công việc là mình cũng đều phải lo toan gánh vác. Cái thứ hai là về kinh doanh thì kiểu là gia đình mà có điều kiện là con trai là cũng hay ra ngoài có người nọ người kia người ta theo á, cho nên sợ con gái mẹ mà lại không giữ được. Biết mình là con trai cả phải không ba? Cho nên muốn cho nhà gái an tâm. Cái trọng trách của con dâu cả trong gia đình, trong gia tộc đó, nó lớn lắm. Nó phải làm nhiều thứ, cho nên nhà trai cũng hiểu điều đó, mới diễn tả cái hành động là về sướng lắm. Chứng tỏ rằng là bên nhà trai đã lo lắng và biết cái điều đó trước rồi. Họ cam kết rồi họ mới nói như vậy phải không ạ? Cho nên nhà gái yên tâm ha, mình cứ tham khảo. Thưa quý vị, mới có 3 gia đình nhà trai thôi mà đâu đó từng chàng trai của các gia đình đều mang lại cho nhà gái cảm xúc đâu đó mình thấy có thể chấp nhận được, có thể tham khảo được. Còn nhà trai cuối cùng thì sao? Chúng ta cùng xem mẹ nhà trai cuối cùng thể hiện nha. Dạ, mời mẹ nhấp cuộc ạ. Dữ vậy sao? Dạ. Dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, chưa chị Trân thấy giới thiệu như vậy là biết cậu này có sắc vóc rồi. 6 múi nha. 6 múi. À, cái này là 6 múi hả? Dạ. À, anh tưởng 6 múi là phải. Cái này anh thấy giống như 6 sao vậy, đẳng cấp 6 sao cũng được, 6 sao hay 6 múi gì cũng được mà tướng tá thấy là ngon lành. Cho anh hỏi nè, giữa một chàng trai đẹp trai, tướng tá ngon lành với một chàng trai không có ngoại hình nhưng mà có điều kiện, em chọn ai? À, em chọn người có đầu óc. Là em chọn vượt ra khỏi cái lựa chọn anh nghĩ luôn. Tại vì sao? Đối với em về ngoài chỉ cần gọn gàng, chỉnh chu, sạch sẽ là được, chứ không cần phải là xuất sắc hay là sắc vóc như thế nào mà nhưng phải... Nếu là một người có đầu óc mà có thêm ngoại hình thì sao? Vậy thì em là con cưng của vũ trụ rồi anh. Đúng không? Rõ ràng cái ngoại hình nó lợi thế lắm. Cho nên chúng ta mong là nếu mà những chàng trai có ngoại hình rồi chỉ cần có thêm đầu óc nữa là con gái sẽ rất là thích ha. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái chúng ta cùng đón xem hành động vừa rồi diễn tả gì ạ? Theo bên nhà gái thì nhà trai đó là con trai của bên đó là sẽ làm ở bên vận động viên thể hình. Dạ, vận động viên thể hình. Vận động thể hình. Có thể, dạ. Đó, thế cho nên là trông nó có lực lượng và có sức khỏe. Đúng để, rồi. Để như thế là bảo vệ con gái nhà mình được. Dạ, đấy, thưa bố, đứng góc độ là những người đàn ông với nhau đi. Dạ. Mình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Dạ. Đàn ông mà khỏe mạnh thì trong chuyện gia đình thì ok không bố? Đúng rồi, thì mới bảo vệ được con gái mình, mới bảo vệ được gia đình hạnh phúc về lâu dài. Dạ, đồng ý. Ăn điểm liền cái phần
hành động dễ thương của mẹ nhà trai số 4 là mang lại nhiều cảm xúc cho chúng ta. Nhưng để mẹ giới thiệu xem con trai của mẹ còn hấp dẫn hơn như thế nào nữa. Mẹ ơi, vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ. Con trai của mẹ là số 1. Dạ. Bởi vì con trai của mẹ ngoài trẻ đẹp mà là huấn luyện viên chuyên nghiệp PT. Trời ơi. Em ơi, kiểu này là rờ muối 24/24 nha em. Kiểu này là em cũng có muối luôn đó. Em cũng có muối luôn hả? Vậy là rờ muối nhau 24/24 nha em. Không, ý là ảnh về chung là em cũng có muối luôn đó. À người ta ảnh tập chứ bây giờ mình chưa có muối. Dạ chưa. Tưởng em giống như là Miss Universe chẳng hạn, mình có muối rồi này nọ. Tiếp tục ạ. Con giao an tâm nha. Con mà về với gia đình của mẹ, con trai của mẹ sẽ huấn luyện con body đẹp, xuất sắc number one. Dạ. Tuyệt vời. Ngoài ra như vậy con biết không, bây giờ sức khỏe là vàng mà. Đúng rồi. Con trai của mẹ chẳng những chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng con, cưng con, mà hỗ trợ cho con trong công việc làm người mẫu ảnh nữa. Con trai của mẹ là số 1. Đúng rồi. Vừa làm PT mà còn vừa làm người mẫu ảnh. Là cái chú này chẳng những là chú biết là chăm sóc ngoại hình bản thân của mình, mà chú còn biết thể hiện ra những cái nét đẹp nữa. Và đặc biệt là cái người làm người mẫu ảnh sẽ có tư duy về thời trang. Đúng rồi. Bạn ấy chắc chắn cũng sẽ ăn mặc thật là thanh lịch và đẹp, fashion. Phải không? Nó phù hợp với em vô cùng ha. Được quá. Đó là suy nghĩ của mình, tại mình đang làm người mẫu. Dạ, ba mẹ thấy sao về thông tin mà nhà trai số 4 vừa gửi đến ạ? Nói chung là cái thông tin của nhà trai bên số 4, mẹ vừa miêu tả hành động hoặc là về cái tính cách, về cái con người, thì bên nhà gái cảm thấy như thế là ok. Ok luôn, cũng ok luôn. Còn mẹ thấy sao ạ? Mẹ thì cũng còn phải suy nghĩ. Dạ. Để xem là cái con trai tuy khỏe mạnh thế nhưng mà cái con nó thực sự là tính nết có hiền lành, có yêu thương con gái mẹ được hay không. Dạ. Đó, đấy là còn mẹ còn vẫn còn suy nghĩ đã. Quan trọng là chỉ với những thông tin mà nhà trai chia sẻ như vậy, chắc chắn là cả chúng ta, chúng tôi ở đây hoàn toàn không biết những chàng trai này diện mạo ra sao. Chỉ có quý vị mới biết mà thôi. Vậy thì theo quý vị nên dừng cuộc chơi với ai? Quý vị hãy tự trả lời mình để xem nhà gái sau khi hội ý thì sẽ đưa ra quyết định có giống quý vị hay không nha. Dạ, thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, tôi xin được thông báo thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ, mời bố nhà gái chúng ta cùng đứng dậy và đưa ra quyết định. Gia đình nào mà bố cảm thấy không phù hợp với con gái nhà mình và quyết định dừng cuộc chơi. Mời bố. Số mấy ạ? Xin gia đình bên nhà gái, xin tạm dừng với gia đình... Tạm dừng với gia đình số 1 ạ. Số 1 ạ. Dạ. Dạ, lý do vì sao bố dừng cuộc chơi với gia đình số 1 ạ? Gia đình số 1 là, nói chung là em là vẫn còn trẻ, công việc thì nó đang học, nó chưa ổn định. Dạ. Cho nên gia đình bên nhà gái là muốn là làm sao là kiếm được cho con gái là một người như thế là có công ăn việc làm ổn định. Dạ. Như thế là có cái việc làm như thế là về lâu dài về sau này. Dạ. Còn bây giờ em là vẫn đang học cho nên là chưa có thể như thế là bảo vệ và lo cho con gái của tôi được. Thật là thưa bố, ở đây em thì em cũng thích cái bạn nhỏ tuổi hơn mà. Nhưng mà quan trọng là cậu con trai gia đình số 1 là biết rất là nhiều ngoại ngữ. Cái tương lai của bạn sau này chắc chắn là rất là sáng lạn. Thế nhưng mà bây giờ là... con bên nhà trai là vẫn chưa làm được một cái gì để như thế là lo cho con. Dạ. Gái đó. Dạ. Thế cho nên là gia đình nhà gái là xin dừng gia đình con trai số 1 ạ. Dạ, cảm ơn bố. Dạ, dạ. Mẹ nhà trai số 1 khi mà nghe nhà gái chia sẻ lý do dừng cuộc chơi với gia đình mình như vậy, mình cảm thấy như thế nào?
Nhưng là trước thì con cũng hơi buồn vì tại vì con mình thì cũng còn quá nhỏ so với Ngọc Trâm ở đây thì nó nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà mình cũng rất là tự hào, như là con mình còn nhỏ nhưng mà cháu cũng rất là giỏi mà. So với cái lứa tuổi của cháu như vậy là cũng là Nhà gái chắc chắn là mong muốn tìm kiếm một chàng rể có công việc ổn định để có thể kết đôi ngay với con gái của mình. Tại vì con gái của họ cũng đã đến tuổi cập kê. Nhưng để xem khi có con trai gia đình số 1 xuất hiện tại đây, với diện mạo, cách nói chuyện và cả quan điểm sống của anh ấy có làm cho nhà gái thay đổi suy nghĩ hay không. Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, Thông Gia Sông Đấu đã quay trở lại và ngay lúc này đây chắc hẳn là tất cả mọi người có mặt tại trường quay đang mong muốn chờ đón xem cậu con trai gia đình số 1 dung nhan ra sao. Cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu và gặp gỡ cậu con trai gia đình số 1. Giới thiệu về mình ở phần đầu có thiếu cái phần gì không, mình bổ sung vô. Dạ vâng ạ, em là Nguyễn Dương Huy ạ. Mẹ em là anh Tuyết ạ. Em vẫn còn đang đi học và một số công việc của em là buôn bán ạ. Hồi nãy giờ nè, em nghe lý do dừng cuộc chơi của nhà gái dành cho mình rồi, đó chính là sợ rằng em chưa có công việc ổn định để chưa thể lo cho con gái nhà người ta được. Về lý do đó thì em nghĩ là hiện tại thật sự thì em chưa có công việc ổn định, nhưng nếu sau này em học xong cái chuyên ngành của em thì em tự tin có thể lo cho bạn gái. Dạ, mong muốn sau này của em làm nghề gì? Ngành chính của em là thiết kế nội thất. Ngành chính vẫn là thiết kế nội thất. Dạ. Dạ thưa nhà gái, nhà gái đã nghe em chia sẻ ngành chính của em đang học hiện nay thiết kế nội thất, sau này ra cũng mong muốn làm thiết kế nội thất. Đây là một chàng trai cầu tiến và thậm chí là rất là cố gắng học tập. 21 tuổi mà bạn đã có định hướng tương lai rõ ràng như vậy và học chăm chỉ như vậy, chứng tỏ rằng chàng trai này tương lai sẽ rất là sáng lạng. Nhà gái có thay đổi suy nghĩ hay không khi mà gặp bạn xuất hiện tại đây ạ? Thì theo bác thì như thế là cái cháu là còn trẻ, mà như thế là cái công việc là cháu đang học hành, mà công việc như thế là nó cũng bận rộn nhiều, cho nên là cũng không có cái thời gian, có cái điều kiện để như thế là chăm lo cho con gái bác được. Dạ. Thế cho nên là cháu như thế là thôi, bác chúc cháu như thế là cố gắng học hành, như thế làm sao thế là để kiếm được, như thế là sớm kiếm được như thế là bạn gái. Dạ. Em chắc chắn sau này tương lai sẽ sáng lạng, cho nên hy vọng rằng em tiếp tục chăm chỉ học tập, tiếp tục mở lòng mình ra tìm kiếm những cô nàng phù hợp. Còn nếu không thì cứ đến đây, chương trình sẽ lại tìm kiếm cho em những cô nàng phù hợp hơn nha. Mời mẹ xuống đây nha. Dạ mời mẹ ạ. Dạ. Đầu tiên là cảm ơn mẹ đã dành thời gian và tin tưởng chương trình Thông Gia Sông Đấu để cùng đến với em. Rõ ràng mình có một cậu con trai quá giỏi, phải không ạ? Học giỏi, ăn nói lễ phép, ngoại hình sáng sủa như vậy, chỉ là chưa có phù hợp với mong muốn của nhà gái thôi, không sao hết mẹ ha. Trâm ơi, có nói gì với bạn không nè? Chúc em thành công trong công việc nè, tìm được một người bạn gái thật là phù hợp. Rồi, chúc cho mẹ và em sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quan trọng là cứ trau dồi bản thân mình đi, rồi chắc chắn một cái phiên bản phù hợp sẽ tới ha mẹ ha. Dạ cảm ơn mẹ và em đến với chương trình nha. Dạ xin chào ạ. Cùng với ba nhà trai xuất sắc còn lại, chúng ta đến ngay với vòng tiếp theo của chương trình Thông Gia Sông Đấu mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có một phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, đây là vòng 2 của Trái Tim Chân Thành. Với vòng 2 này sẽ có rất nhiều những cảm xúc được diễn ra. Bây giờ, tất cả đang hồi hộp chờ đợi xem dung nhan của cậu con trai gia đình số 2 là như thế nào. Cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 2.
tiên là con xin chào nhà trai, chào các ba mẹ của dạ chào nhà trai hả? Chào chào nhà gái, à, chào tưởng các ba đi mẹ kiếm chồng hết hồn. Rồi mình chào Trâm, em tên là Bảo Linh, hiện em đang là chủ của một spa và một salon tóc. Dạ. Và kèm theo đó thì em cũng làm mẫu ảnh, tại vì em được tiếp xúc nhiều với các bạn mẫu nên là cũng bén duyên được giới thiệu để bước vô nghề. Rồi, bây giờ mình sẵn sàng gặp gỡ Trâm ở cự ly gần nha. Đừng có hồi hộp quá nha. Hít thở sâu vô, đúng rồi. Cố gắng ủng hộ tinh thần bạn một tràng vỗ tay nữa được không? Thời gian dành cho Bảo Linh, bắt đầu. Xin chào Trâm. Thì Trâm cho Linh hỏi là Trâm có tin vào cung hoàng đạo không? Một chút. Vậy thì cho Linh hỏi Trâm cung hoàng đạo của Trâm là gì? Cung sử nữ. Cung sử nữ hả? Ờ. Nói chung Linh rất là tin vào cung hoàng đạo. Ừ. Và Linh là cung Bạch Dương. Ừ. Đối với Trâm là Trâm cần một người chủ động, cần một người năng động. Và trong cái môi trường làm việc của Trâm thì lúc nào cũng cần những cái người có tính nghệ thuật và hoạt náo. Thì Bạch Dương sẽ là một cái phần nữa và rất là tuyệt khi mà ghép với một nữ sử nữ. Tại thật sự sử nữ là một người rất là, theo Linh biết nha, Trâm sẽ để ý về tiểu tiết nhiều hơn. Đúng rồi. Thì nếu mà Trâm đã để ý về tiểu tiết mà Linh lại là một người chu đáo và chu toàn nữa thì thật sự hai người thì nói về cung hoàng đạo thì sẽ hợp với nhau. Ừ. Còn ở đây thì Linh chỉ mong là Trâm cho Linh một cơ hội và một xíu chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau. Dạ, hết giờ, một phút. Thôi, ông này giống như là ông chuyên gia coi cung hoàng đạo vậy đó. Tới công chuyện chuyến này rồi. Bây giờ là 30 giây để thể hiện cảm xúc chân thành. 30 giây dành cho em, bắt đầu. Cảm ơn Trâm. Mẹ nhà trai số 2 thân mến, con trai của mẹ đang làm khá tốt, chẳng những thể hiện gu thẩm mỹ, chẳng những thể hiện cái góc nhìn của mình về quan điểm sống mà còn thể hiện cả cái tư duy về cung hoàng đạo nữa. Bây giờ là mẹ có thêm một phút để thuyết phục gia đình nhà gái vì sao chọn con của mẹ. Mời mẹ bắt đầu. Con trai à, mẹ rất là tự hào về con. Khi mà cái khoảnh khắc hai đứa đứng ở trên đó, mẹ nhìn ở dưới mẹ thấy rất là đẹp đôi luôn. Mẹ rất là hài lòng, xong rồi khoảnh khắc hai đứa nắm tay nhau như vậy nữa. Rất là đẹp và tự nhiên mẹ hạnh phúc vô cùng luôn á. Dạ không biết là bên nhà gái có thấy như vậy không ạ? Thấy hai cháu ở trên rất là đẹp đúng không ạ? Và hai đứa lại còn có những cái điểm rất là tương đồng nữa, là cùng làm đẹp nè. Rồi con trai mẹ là biết massage. Mẹ thì mẹ nói cái từ dân dã là massage thôi, nhưng mà là con trai mẹ là spa. Yeah. Đó, giờ là một chủ một cái cửa hàng salon tóc, nhưng mà sau này là cháu nó sẽ dự kiến là nó một chuỗi salon tóc luôn. Yeah. Thì là sau này là con sẽ hỗ trợ cho con rất là nhiều trong cái việc vừa là làm đẹp, vừa là nói chung là đồng hành với con trong việc làm tóc và massage da mặt. Nói chung mẹ cảm thấy là nếu như mà hai đứa về cùng một nhà thì rất là đẹp đôi luôn. Con trai mẹ là số 1 đó con. Yeah. Thưa quý vị, như vậy nhà trai số 2 vừa hoàn thành xong, đâu đó đã khẳng định lại lần nữa những điểm tương đồng mà hai người con khi đứng gần với nhau. Vậy thì để xem, chúng ta tạm chia tay với cậu con trai gia đình số 2, gặp gỡ cậu con trai gia đình số 3 để xem có điều gì hấp dẫn hay không. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón cậu con trai gia đình số 3. Mắt chuyển đi từ từ, mắt gì trái? Dạ, thấy nóng quá. Nóng quá hả? Dạ.
Ồ, nóng là chạy bớt nóng hả? Hay dữ ta. Giống như nôn đi kiếm vợ lắm vậy đó. Không ra ông giọt một cái vèo. Vậy được phải không ba? Đúng. Nếu vậy phải được, kiếm vợ là phải xông xáo lên vậy. Ngon lành cả đào. Được quá. Ở bên trong là thấy các bạn, nghe các bạn thể hiện hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ở trên phòng chờ, nhìn qua màn hình và nhìn người thật ở đây thấy sao? Thấy xuất sắc. Xuất sắc không? Rồi. Ơi, còn gì nữa? Rồi, một lần nữa giới thiệu về mình để cho mọi người được biết nha. Công việc, tên tuổi, dạ. Ba có giới thiệu thiếu gì mình bổ sung luôn. Dạ, chào mọi người, thì mình là Kiệt. Thì hiện tại là kinh doanh thời trang. Và công việc phụ của mình, nghề tay trái là, thường kêu là nghề tay trái á, là đi diễn viên tự do. Dạ. Như ba em đã nói thì là em kinh doanh, nên là tài chính thì nếu mà bạn nữ đồng ý quen hẹn hò với em thì tài chính là không thành vấn đề. Khỏi lo về tài chính. Dạ đúng rồi. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào em. Thì ba anh đã nói, như ba anh nói đó là anh là kinh doanh, là thời gian anh thường xuyên đi suốt. Nếu mà em đồng ý quen anh đó, thì anh có thể sắp xếp thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Cảm. Lúc đầu gặp em đó, thì anh trên hình đó, thì anh sung lắm, tự nhiên đứng kế cái giờ là anh kiểu bị rung động. Hết biết nói gì rồi. Tiếp. Dạ. Vậy thường công việc của em là có đi cho anh cơ hội. Dạ, vậy em có thể cho anh cho một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Em sẽ xem xét. Ơi, ông ơi là ông. Rồi, một phút vừa trôi qua, bây giờ là 30 giây cảm xúc chân thành, 30 giây hành động, như giờ không nói nữa nha. Vậy là hành động đó. Hồi nãy nói thì mình sợ mình run mình nói không được. Bây giờ hành động là 30 giây bắt đầu. Bốn, ba, hai. Hết giờ. Tự nhiên nãy trên phòng anh nhìn xuống gặp em anh sung lắm. Tự nhiên xuống đây cái anh rung kỳ dễ trái. Mà em trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình thôi, hèn chi tấm chiếu cũng trải chưa lâu em à. Dạ. Mà mỗi mối tình bao lâu anh? Dạ, đó là trước là thường là học thời đi học thôi, chứ hiện tại thì chưa. Tình thơ thôi. Dạ đúng. Vậy là một trang giấy trắng rồi anh ạ. Trang giấy trắng. Hèn chi bối rối phải không? Dạ. Nhưng mà em thích cái kiểu bối rối đó không, hay là em thích cái kiểu dày dặn, kiểu là tấn công dồn dập? Em thích kiểu bối rối này chứ, dễ dạy anh ạ. Dễ dạy ủa vậy hả? Dễ dạy. Mình về mình một trang giấy trắng, mình về mình sơn phết lên được. Dạ. Đúng không? Mình tô vẽ lên được. Tô còn màu một cái lên. Bức tranh mà nó đâu đó có cái định hình sẵn rồi, mình về mình sửa lại mệt lắm. Dạ. Thà vẽ mới lên phải không? Dạ. Cũng hợp lý. Dạ thưa ba, con trai của ba mặc dù bối rối chút xíu nhưng đâu đó cái nét nó cũng có dễ thương đó ạ. Nhờ ba một phút tiếp theo thuyết phục gia đình nhà gái, mời ba bắt đầu. Tuy rằng là con trai của tôi nó gặp gái nó hơi nhát, nó bối. Dạ. Rối, nhưng mà ngược lại mọi người thấy không, nó hưởng một chiều cao rất là lý tưởng, 1m85. Dạ. Và nó có thể bảo vệ, ngoài công việc kinh doanh thì nó có thể bảo vệ được người yêu của nó. Nếu mà nhà gái lấy được nhà gái mà ưng con trai của tôi làm rể thì chắc chắn là điều thứ nhất là có kinh tế ổn định. Vì sắp tới đây nó sẽ mở thêm một số chủ cửa hàng thời trang ở ngoài miền Bắc luôn. Dạ. Cho nên là nếu mà về làm dâu nhà tôi thì nhà tôi thì rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi. Dạ. Và bây giờ cậu con trai gia đình nhà số 3 cùng với ba của mình vừa thể hiện xong, chỉ còn một cậu con trai của gia đình số 4 chưa xuất hiện mà thôi. Tạm chia tay với cậu con trai gia đình số 3 để gặp gỡ ngay cậu con trai gia đình số 4. Xin mời. Đâu rồi, chạy luôn. Em tên là Trần Đình Kho, em 28 tuổi, em hiện tại là BT Friend.
Em cũng là vận động viên thể hình. Bây giờ em biết vòng này là thể hiện gì rồi đúng không? Một phút để mình nói lời chân thành, sau đó là 30 giây thể hiện hành động chân thành. Với cái tướng này mà em bồng cô này lên chắc đẹp ha. Đúng không? Sáu múi mà. Sáu múi thiệt không? Dạ không, hiện giờ em đang xả, em không còn sáu múi nữa. Ôi dạ. Hồi nãy mẹ giới thiệu sáu múi. Dạ, là lúc em thi đấu. Dạ. À, lúc xả là mình sẽ xả ra chút xíu. Dạ. À, lúc mình fit là mình fit lại được, đúng dạ, không? Dạ. Bình tĩnh nha. Dạ. Bạn này hiên quéo ha, xinh đẹp nữa. Một phút dành cho hai em, bắt đầu. Cảm ơn trời đã mang em đến đây. Thì anh không biết gì. Mà không biết đó giờ ai tỏ tình em chưa? Dạ, cũng có. Ờ. Vậy bây giờ anh có thể tỏ tình với em. Dạ. Sau chương trình này anh xin phép xin info và mời em uống nước để mình làm quen hơn. Ok anh. Ờ. Không biết em làm người mẫu ảnh bao lâu rồi em? Dạ em làm 3 năm rồi. Ờ. Chắc hiện tại dáng em cũng đẹp ha. Tiếp tục. Ơi anh cũng biết sao. Anh cũng là người ít nói. Sau chương trình này mình có thể gặp nhau. Một phút đã vừa xong. Nào bình tĩnh rồi chàng trai. Ít nói nhưng mà nói được như vậy là cũng khá khá rồi đấy. Quan trọng là bây giờ 30 giây hành động để xem hành động như thế nào, để trao cảm xúc chân thành. 30 giây bắt đầu. Em thấy bạn có dạng dĩ không hay là bạn còn nhút nhát rụt rè hay như thế nào? Cũng hơi nhút nhát nhưng mà vậy chắc là cố gắng lắm rồi đó anh. Cố gắng lắm đúng không? Bây giờ mẹ có thời gian một phút nữa để thuyết phục gia đình nhà gái. Mời mẹ bắt đầu. Xin chào nhà gái. Con dâu. Tuy là con trai của mẹ hơi nhút nhát chút, bởi vì đây là tình cảm chân thành, con xuất phát từ tận con tim á. Bối rối với con vì yêu thương con cho nên ấp úng không nói nên lời. Con hãy làm quen và thương yêu con mẹ, bằng lòng là về làm dâu của mẹ đi. Con trai của mẹ sẽ huấn luyện thể hình cho con thật là đẹp và chăm sóc chu đáo, lo lắng cho con, yêu thương con từng ly từng tí, dịu dàng lắm con. Còn thời gian nhiều mẹ muốn nói gì? Con trai của mẹ là number one nha. Con ráng về với con trai của mẹ đi. Hai con cũng xứng đôi vừa lứa nữa. Mẹ mong ước hai con về với nhau. Nếu mà được đàn gái chọn á thì tôi sẽ yêu thương con dâu như con ruột của mình. Chăm sóc con dâu, yêu thương, không có còn cảnh như ngày xưa mà mẹ chồng nàng dâu đâu, đừng có ngại, về đây là mẹ thương con dâu như con ruột vậy đó. Dạ. Cảm ơn mẹ nhà trai rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là lần lượt từng nhà trai đã thể hiện hết khả năng của mình cho nhà gái rồi. Ngay lúc này gia đình nhà gái sẽ cần ít phút để hội ý cùng với nhau một lần nữa, để rồi chúng ta nghe bố nhà gái đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái đã hết. Chúng ta cùng xem sau khi hội ý và cân nhắc thật kỹ thì gia đình nhà gái, bố nhà gái sẽ đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với gia đình nhà trai số mấy. Dạ, xin mời bố. Vâng, nhà gái xin tạm dừng với gia đình số... Vâng, nhà gái xin tạm dừng với gia đình số 2 ạ.
Nói chung là về cái vấn đề như thế là cũng cái sức khỏe và mọi cái vấn đề thế đứng trước với như thế là con gái của bố cảm thấy nó run, nó chưa được mạnh mẽ, chưa được như thế là bảo vệ được con gái của bố. Thế nên là bố cảm thấy như thế là tạm dừng ở số 2. Thật ra hồi nãy trong ba chàng trai này chỉ có bạn ấy là bạn ấy không chạy đi nhanh thôi. Hai chàng trai sau chỉ có chạy thôi mà chiếm được cảm tình của bố như vậy sao? Tại sao chạy là háo hức đến để như thế là được gặp như thế là con gái của bố. Đó. Dạ. Bởi vậy cô gái mà đi từ từ cũng thất thế chứ bộ. Dạ. Dạ, mẹ nhà trai có đồng ý quan điểm dừng cuộc chơi của ba nhà gái hay không ạ? Thì thật sự là cái này là thấy tiếc cho là bên gia đình nhà gái. Dạ. Bởi vì là con của mình á, con của tôi á, thì là tôi thấy nó rất là tuyệt vời, là bởi vì nó có nhiều cái tương đồng với lại cháu đây, là cháu có thể là làm đẹp với làn da và mái tóc cho cháu Trâm. Nếu mà nói về yếu ớt á, thì phải thực tế thì mới biết là cháu mạnh hay là cháu yếu. Phải nói chung là trong cuộc sống thì phải biết là cháu mạnh hay là cháu yếu. Còn so với cái hình ngoại hình bên ngoài mà nói cháu yếu thì cũng chưa có chắc. Dạ. Dạ. Cho nên rõ ràng cho nên là thật sự là thấy thật là tiếc cho bên nhà gái. Dạ. Thưa quý vị, rõ ràng rằng mỗi gia đình có mỗi quan điểm khác nhau. Việc một cậu con trai thời nay thể hiện ra bên ngoài như thế nào, vóc dáng cậu ấy ra sao, không có nghĩa rằng cậu ấy không mạnh mẽ. Phải không ạ? Cho nên chúng ta cùng gặp gỡ lại cậu con trai gia đình số 2. Dạ, xin mời trở lại sân khấu ạ. Không biết là em trai có đồng tình với anh Hiếu không? Tự nhiên hồi trước giờ không biết là nó là định kiến hay như thế nào, mà chỉ cần con trai làm những ngành liên quan đến nghệ thuật, ví dụ như là làm đẹp nè, massage, spa, thì bị cho là yếu ớt. Thì dường như lần này nó cũng đang giống với trường hợp của em, là nhà gái đang nghĩ rằng em yếu ớt do làm những công việc như vậy. Em nghĩ sao? Em thấy là nhà gái đang nhìn mặt mà bắt hình dong. Dạ. Tại vì thật sự để kiếm một cái người mà làm trong một cái ngành nghề đó mà họ toát ra cái sự mạnh mẽ như là PT hay là những người thể thao á, dạ, không bao giờ có. Dạ. Nhưng mà mạnh mẽ hay không á là do bên trong của họ nữa, không phải chỉ cần thể hiện ra hay là nói tôi mạnh mẽ hay là tôi đồ sộ cơ bắp tôi nhiều là tôi có thể bảo vệ được người mình yêu. You know, cái đó không phải. Dạ. Cái đó rất là xưa rồi. Thật sự con cũng rất là tiếc, mà con tiếc ở đây không phải là con tiếc cho con, mà là con tiếc cho gia đình nhà gái. Tại gia đình nhà gái á, nhìn chỉ nhìn trước thôi chứ không nhìn về cái hậu ở phía sau. Thật sự con tiếc cho gia đình nhà gái rất là nhiều. Dạ. Nhà gái mình nghĩ sao về những chia sẻ của bạn ạ? Nói chung là nhà gái á, thì cũng rất tiếc về con trai của gia đình số 2. Cũng là về bên ngành nghề cũng có và cũng ăn nói niu nát, nhưng mà bên nhà gái là có cái là nói là con trai cũng hơi nữ tính, cho nên là gia đình nhà gái cũng dạ thì bên nhà gái nói là con hơi nữ tính, vậy cho con hỏi nữ tính là như thế nào? So với như thế là còn lại như thế là ba chàng trai thì hai thanh niên kia thấy khỏe mạnh, lực lưỡng vạm vỡ, thì con thì trông nói chung là ăn mặc hoặc mọi cái trông có nữ tính, thì trông như thế là cũng không thể nào như thế là lo và như thế là chăm sóc bảo vệ được con gái bên của bố. Thì con cũng thông cảm và như thế là chúc con như thế là kiếm được như thế là bạn gái như thế là phù hợp. Như bố nói là con trông nữ tính, con không có bảo vệ được con gái của chú. Thật sự những người mạnh mẽ, những người người ta đồ sộ, đa phần người ta lại có máu vũ phu hơn. Mà đâu phải mình yếu đuối, mình nhẹ nhàng, mình trắng trẻo, mình nõn nà là mình không bảo vệ được người mình yêu. Nói chung á, có tiền hay là có cái gì đó trong tình yêu, mình có thể bảo vệ được người mình yêu bằng bất cứ thứ gì hết. A, B, C, D, em cần cái này, em muốn cái này, em muốn đi đâu, em muốn gặp ai. Mình bảo vệ nhau trong quan điểm và trong đời sống của nhau, chứ không phải là giang tay ra bảo vệ như một người bảo vệ. Thật sự á, bỏ tiền ra thuê bảo vệ cũng được nữa, chứ không phải cần chàng rể đâu. Thì theo quan điểm của em á, không có tiếc gì hết ạ. Mình có hợp hay không thì về sau mình mới biết. Mình nói tiếc như vậy thì có cảm giác giống như là gia đình nhà gái mình có
hơi sao so với bạn không? Với lại lúc đầu là bạn có nói là những anh chàng mà có ngoại hình to lớn đúng không thì sẽ có cái máu vũ phu trong người nhiều hơn. Mình không đồng tình với quan điểm đó. Bạn có cái quan điểm của mình, bạn mạnh mẽ nói lên cái quan điểm của mình, nhưng mà cái vấn đề mà bạn nói tiếc cho gia đình nhà gái tụi mình không thích. Chuyện của em không thích đó là chuyện của em. Tại vì sao? Đó là quan điểm của Linh, còn đó là quan điểm của em. Chúng ta không chung quan điểm với nhau, chúng ta chỉ nói chuyện với nhau thôi chứ chúng ta không giải quyết được. Thôi thì chưa hợp cho nên không sao, chỉ là mình đang hai cái suy nghĩ chưa trùng khớp với nhau cho nên là hơi chọi nhau ở chỗ đó thôi. Chúc cho em, anh tin rằng để làm được một người chủ của một salon tóc, người chủ của một spa chắc chắn không phải dễ. Chúng ta phải bản lĩnh và tự tin như thế nào đó trong xã hội thì mình mới leo lên được cái vị trí đó, mới quản lý được con người, mới kinh doanh thành công được, phải không? Cho nên tiếp tục giữ vững cái niềm tin này để mình có thể tìm kiếm được người phù hợp hơn mình. Dạ, mời mẹ lên sân khấu ạ. Dạ, Hiếu tin rằng là mẹ rất là tự hào về con trai, tại vì con trai mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, phải không? Dạ đúng rồi. Nói chung là bên nhà gái có nói con là có yếu ớt hay không như thế nào thì không quan trọng đâu con, không sao. Đối với mẹ, con luôn mạnh mẽ là được rồi. Mẹ sẽ tìm cho con một cái mối xứng đáng với con hơn, hợp với con hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Em có thấy bạn Bảo Linh nữ tính không? Cũng hơi ạ. Cũng hơi. Nhưng mà em không em không đánh giá về qua cái bề ngoài. Nhưng mà sau khi bạn đứng nêu ra quan điểm với người lớn á, thì em lại thấy không phù hợp với em nữa. Về dạ. Điểm nào? Về điểm khi mà người lớn như vậy á, thì mình phải tìm cách để cho họ hiểu mình. Chứ không phải là đứng để mà nói ra, cứ nếu nói ra tôi là như vậy. Nhưng mà không phải khiến cho hai bên hiểu nhau, và đặc biệt đó là bố mẹ của em nữa. Cho nên phải làm sao để cho họ thấu hiểu. Thôi thì mình chưa hợp với nhau thôi ha. Dạ. Chúc mẹ và em nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc và cả kinh doanh. Và đặc biệt là sớm tìm nàng dâu phù hợp cho mẹ nha. Cảm ơn đã đến với chương trình. Từ 4 gia đình, giờ đây chúng ta đã tìm được 2 gia đình xuất sắc để đến với vòng quyết định của chương trình mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất, khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đạt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Xin chào quý vị quay trở lại với Thông Gia Sân Đấu, và đây là vòng đặc biệt thưa quý vị. Vòng cuối cùng này sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem hai món báu vật mà hai nhà trai mang đến chương trình là gì, với thông điệp ra sao. Cùng gặp gỡ lại hai cậu con trai gia đình nhà trai. Dạ, đó, bắt đầu là nhìn từ xa là mình thấy có sự khác biệt rồi, phải không nhà gái? Dạ, mình thấy có sự khác biệt rồi. Dạ thưa mẹ và ba nhà trai, theo quy định của chương trình thì Phương Hiếu được phép khám phá để cho mọi người cùng đoán. Dạ, cho phép Phương Hiếu nhé. Dạ, mình đoán nha. Dạ, nhà gái ơi, bố mẹ, Hiếu sẽ diễn tả, mình cùng đoán xem là cái gì ha. Một khúc như vậy nè. Dạ, một khúc cỡ, để Hiếu đo, hơn một gang tay. Một khúc tròn hơn một gang tay, rất cứng. Hình tròn, một khúc dài hơn một gang tay. Nó có một cái phần giống như một cái đế ở một đầu, giống như một cái đế. Còn đầu trên kia thì không có như vậy. Có nghĩa là chỉ có một đầu, có cái phần giống như cái đế thôi. Đoán là cái gì ạ? Nhà gái đoán cái báu vật của bên nhà trai là chắc là nếu như mà thể hình thì là chắc là cái vật tập để cái cử tạ. Mà cái cục tạ thì không thể nào như vậy được. Cục tạ phải là hai đầu, đó là hai cục, rồi ở giữa là một cái tay nắm. Cái này không phải là hình dạng cục tạ mà Phương Hiếu được biết ạ.
Mẹ đoán gì ạ mẹ? Mẹ thì cũng không chưa, đoán được. Chưa đoán được. Em gái có đoán được không? Ờ, chắc là một cái hộp ngũ cốc. Một cái hộp ngũ cốc. Ngũ cốc có ăn tốt cho sức khỏe và dáng người. Có thể, tại vì chàng này là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, còn là vận động viên nữa. Có thể. Trâm, em nghĩ sao? Em nghĩ là một cái bình sắt hả? Bình cái sắt, bình sắt để pha ngũ cốc. Dạ, pha cũng quay rồi. Pha quay, đạm quay đúng không? Dạ. Cũng có thể, ông này cũng chuyên nghiệp mà. Ây da, trời ơi. Mở nha. Dạ, cho con mở này ha. Dạ. Đúng là bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt đó em. Bình này muốn sát gì cũng được. Cũng pha đạm quay được, phải không? Bình này cũng pha được mà. Rồi, dạ, bình giữ nhiệt. Dạ, thưa mẹ, bây giờ là lúc mẹ trình với nhà gái vì sao mẹ mang món báu vật là bình giữ nhiệt đến với chương trình. Kính thưa nhà gái, con của mẹ là huấn luyện viên thể hình, luôn luôn quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe là hàng đầu. Mà như là gái đã biết á, sức khỏe bây giờ là quan trọng lắm. Sức khỏe ví quý như vàng vậy đó. Vì có sức khỏe là có tất cả. Con dâu về làm dâu của mẹ đó, anh xã tương lai á, sẽ yêu thương chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái dinh dưỡng, dưỡng chất làm sao cho con khỏe mạnh. Rất hân hạnh nếu mà được chọn, mình sẽ yêu thương con dâu. Xin trân trọng ạ. Không chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt, một chiếc bình đựng nước, đây còn là sự cam kết về nguồn dinh dưỡng quý giá. Bên cạnh đó còn là chế độ ăn uống hợp lý, một chất lượng sống được đảm bảo khi mà hai trẻ về với nhau. Đây chính là thông điệp mà nhà trai muốn gửi đến cho nhà gái, mong nhà gái nhận ạ. Dạ, chúng ta đến với nhà trai còn lại nhé. Chắc là mình thấy nhô hơn bên kia phải không ạ? Dày hơn rất là nhiều, mâm có chút xíu mà này rất là dày. Hình chữ nhật thì mình đã thấy rồi phải không ạ? Hình chữ nhật vuông vức ra cả phía sau. Nó có chi tiết giống như là bánh xe. Ở phía dưới 1, 2, 3, 4 bánh xe. Ở trên đầu mới có tay nắm. Dạ rồi, quá dễ đoán. Đó chính là cái vali đó. À, vali. Dạ, đúng không? Đúng không? Dạ. Dạ. Ta là bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Và rồi bỏ em vào vali. Dạ. Đưa em đi Paris. Paris. Được chứ, dễ đoán quá phải không ạ? Cho con mở nha ba. Dạ. Thưa quý vị, quá là dễ đoán với món báu vật này, đó chính xác là rồi, vali. Dạ mời ba trình với nhà gái vì sao mình mang chiếc vali đến với chương trình. Dạ xin mời ạ. Xin chào nhà gái ạ. Đây là chiếc vali của con của tôi. Vì con của tôi nó cũng lạ, nó yêu bằng Trâm này, yêu cháu Trâm này thật lòng. Cho nên nó cũng đã chuẩn bị chu đáo. Chỉ có việc bây giờ là về soạn áo quần bỏ vô chiếc vali này, về xách về thôi. Nhà trai số 3 vừa mang đến món báu vật, muốn thể hiện đơn giản là chỉ cần nhà gái, nàng dâu tương lai đây cho vật dụng vào là về nhà chồng ngay thôi. Không cần phải lo lắng gì cả, nhà trai đã có chuẩn bị hết. Ruộng vườn cò bay gãy cánh luôn mà ở Sóc Trăng, cho nên mình cần một nàng dâu thôi phải không ạ? Đúng rồi. Hy vọng rằng với những thông điệp này, đâu đó đã gửi gắm đến cho nhà gái những điều tuyệt vời. Bây giờ là lúc, chỉ ít phút nữa thôi, khi quay trở lại chương trình, hai nhà trai sẽ cùng làm nhiệm vụ, đó chính là ra sức thuyết phục nhà gái vì sao không nên tạo điều kiện cho cậu con trai gia đình đối phương. Vậy thì quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại với phần quyết định nhất của chương trình Thông Gia Song Đấu, cũng mang tên Thông Gia Song Đấu. Đây là lúc mà hai gia đình nhà trai chứng minh rằng vì sao con của họ xứng đáng và cậu con trai của gia đình còn lại không xứng đáng để kết đôi với nữ chính xinh đẹp ngày hôm nay. Thời gian dành cho hai gia đình nhà trai bắt đầu. Nhà gái thân mến, theo như mình nghĩ á, nhà gái không nên cho điều kiện bên đàn trai bên đây, bởi vì bên đây là có vali lên là sách có tất cả, nhưng mà thiếu một cái quan tâm sâu sắc.
chân thành. Con của mình là rất là chân thành, sâu sắc, lo lắng từng ly, từng tí, từng chút một, từ phần dinh dưỡng, thức ăn cho đến là hình dáng bên ngoài. Chẳng những thế mà còn quan tâm đến sức khỏe, quan tâm cho dâu chưa đủ đâu, mà còn quan tâm bố mẹ vợ nữa, cả em vợ nữa, lo cho toàn gia mình khỏe mạnh. Mà có sức khỏe là có tất cả, sức khỏe là vàng. Chị có cái ly, có cái bình chứa nước đi làm gì, chị ra ngoài mua gì cũng được, có gì đâu. Còn bên đây á, con của tôi nè, nó đã thành công mỹ mãn rồi, kinh tế đầy đủ, rồi nhà cửa đất rộng, bây giờ vậy có việc mà xách áo, xách quần về ở với con tôi thôi. Nếu mà so về ngoại hình đi, ngoại hình trước đây thì thua xa với ngoại hình chiều cao lý tưởng của con của tôi. Wow. Đây mọi người cũng thấy rõ mà, đúng không? Dạ, thấy rất rõ. Dạ, thấy rất rõ. Đó, thì nếu bảo vệ thì chắc chắn đương nhiên là ngoại hình như vậy sẽ bảo vệ gấp đôi an toàn hơn là bên chàng trai này rồi. Đâu có biết ai khỏe hơn ai, con của mình mà nhìn nó vậy không khỏe bên kia, có lộn chút không ạ? Quý vị cho ý kiến đi ạ. Nhưng mà nói về kinh tế, bên đây người ta ổn định hơn nhiều, người ta thành công rồi, giờ không còn lo nghĩ cái chuyện về kinh tế nữa. Bên đây kinh tế cũng rất là quan trọng ạ. Nhưng mà con của mình là có nghề nghiệp ổn định, sức khỏe rõ ràng. Đừng có nghĩ cái bình nó là bật bé nhỏ, đây là tượng trưng thôi. Ý nói là bình nó nhỏ nhưng mà lúc nào cũng chăm sóc quan tâm chu đáo. Bởi vì lúc nào dinh dưỡng cũng là quan trọng, sức khỏe cũng là quan trọng. Ngoài cái những cái dinh dưỡng đó ra, con trai mình còn có một cái trái tim yêu sâu sắc chân thành. Bối rối bởi vì rất là chân thành, yêu mà ngập ngừng không nói nên lời. Này, nói về yêu ở đây đây nè. Có yêu người ta mới soạn sẵn cái pha lý, người ta chuẩn bị, ta yêu quá rồi, ta chỉ muốn coi như là người đó về thuộc về mình thôi. Có việc xách bao là bỏ quần áo xách về và làm vợ thôi đó, đến mức độ như vậy thôi. Thì nhà gái là tôi nhìn thấy cậu con trai bên đây á, thì tướng tá cũng có tập gym, thì nhìn thì cũng được, nhưng mà cần cái sự cởi mở với vợ mình để chia những lúc chia sẻ, nó cởi mở. Chứ ít nói lầm lì quá thì nhiều lúc mà vợ nó buồn hay là mình vợ nó không biết tâm sự với ai, mình cứ lù thì đâm ra vợ nó là nó không được giải tỏa được cái tâm sự. Đó là điều tất yếu cho gia đình đó. Con trai của mẹ ít nói thôi nhưng mà nói câu nào là chất lượng câu đó đi từ tâm đến tim. Con yêu thì yêu thiệt tình, thương thì thương sâu sắc nha con. Con hãy cho con trai của mẹ một cơ hội. Thử một lần rồi con sẽ thích ngay mà. Dạ, không biết lúc này thì nhà gái có muốn đặt câu hỏi gì cho hai gia đình không? Để mình đến với phần đưa ra quyết định ạ. Muốn hỏi về gia đình số 4 á, là ví dụ thì là con trai á, là bên thể hình á, thì đã mở được phòng dạy thể hình chưa? Đã có nghề nghiệp để lo được cho con gái của mẹ chưa? Con trai của mẹ đó là đã có nghề nghiệp ổn định rồi. Nhưng mà đặc biệt là rất là nhiều các cô với các bác đăng ký tập riêng, như là chăm sóc riêng, PT riêng, huấn luyện riêng, bởi vì rất là hiệu quả. Muốn giảm cân dòng nào là ra dòng đó, mà muốn sức khỏe là tốt sức khỏe, cho nên hiện giờ rất là đắt xô, lương cao lắm ạ. Thế để cho xin hỏi gia đình số 3, thì bây giờ là ví dụ như thế là con gái tôi mà về làm dâu anh á, thì bây giờ hiện giờ là cháu về ở đây hay là cháu về dãy để trông dãy ạ? Nó vấn đề nó quá đơn giản, thì tôi sẽ cho về là ở trên nhà thành phố. Bây giờ tôi có hai chỗ ở lận, một cái thành phố và một cái dưới quê đó. Tất nhiên là gia đình kinh tế ổn định cần gì phải về quê làm rẫy. Giờ lên trên thành phố ta hưởng một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc nó sướng hơn hay sao, đúng không? Còn bây giờ là bên bố nhà gái là muốn hỏi là bên gia đình số 4 là mình là bên thể hình, bên tập gym, thì thường thường là mình huấn luyện viên là bên nữ hay là nam hay là... Dạ, vừa nam vừa nữ luôn ạ. Nhiều trường hợp là huấn luyện viên là cũng cặp bồ nhiều, với lại như thế là các cái vận động viên đến để tập. Dạ, biết sao có đốt nhà đột có nơi ạ. Đừng có qua đũa cái nắm ạ. Con trai này là giống mẹ, rất là hiếu thảo và biết chăm lo cho gia đình. Không bao giờ có ý nghĩ mà bay bướm đâu ạ.
Thưa quý vị, như vậy là rõ ràng là nhà gái có những cái quan tâm sâu sắc nhất định. Hai chàng trai này ai cũng có nền tảng gia đình. Một bên thì điều kiện gia đình quá tốt, một bên thì có một cái nền tảng thông tin kiến thức về sức khỏe quá tốt. Cho nên quan trọng là bây giờ chọn sức khỏe hay chọn vật chất, đây chính là điều mà nhà gái phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ. Thời gian hội ý quyết định bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý quyết định cuối cùng của gia đình nhà gái đã hết. Mời bố đưa ra quyết định cuối cùng là cậu con trai gia đình số 3 hay cậu con trai gia đình số 4? Trước tiên như thế là bên nhà gái là cũng xin cảm ơn. Thế nhưng con gái mình là chỉ chọn được một thôi, chứ không như thế là chọn được hai. Thế nên là nếu như gia đình nào mà có như thế là được lựa chọn thì là tốt, mà gia đình nào không được lựa chọn thì cũng phải vui vẻ và thông cảm cho gia đình với nhà gái. Gia đình số 3 là gia đình như thế là anh con trai. Trước tiên, một là có cái ngoại hình, cái thứ hai cao to, cái thứ ba là trước khi là gặp gia đình bên con gái mình là cũng có lễ phép và cũng có như thế là ra như thế là chào hỏi như thế nó đàng hoàng tử tế và như thế là sống là biết trên biết dưới. Nói chung là cũng là phù hợp và quan tâm được như thế là chăm sóc và có cái điều kiện kinh tế để lo cho con gái mình để như thế là về ổn định về cái công việc và cái như thế là tiền bạc để như thế là sau này có cái như thế là về tương lai, về như thế là con cái mai sau là có thể như thế là phục vụ được cho gia đình. Dạ. Cho con gái. Cho nên dạ, cho nên là gia đình như thế là chọn số 3. Số 3. Dạ, thưa nhà trai số 4, mình nghĩ gì khi mà nhà gái đưa ra quan điểm như vậy? Như khúc đầu anh chị nói là gia đình mình cũng đâu có điều kiện rất là đầy đủ, chỉ cần người yêu chân thành là không cần quan trọng vật chất là quý vị đã có đầy đủ rồi, cần một trái tim chân thành và yêu con mình là đủ. Nhưng mà bây giờ anh chị lại lật kèo, lại đổi quan điểm, lại là tham phú phụ bần, đò chọn nơi mà có đầy đủ điều kiện vật chất xa hoa, chứ không một cái trái tim chân thành. Người lớn nói hai lời sao ạ? Không phải, mà đây theo gia đình nhà gái thì thực tế ra như thế là gia đình số 3 thì thực tế ra là một chàng trai như thế là cao ráo đẹp trai và cân xứng với lại con gái nhà tôi. Với hai nữa là như thế là sống có tâm và như thế là có lễ độ lễ phép, biết che chở và thương yêu đến con gái. Đấy, còn như thế là con nhà chị là cũng là tôi trước là cũng là muốn như thế làm sao là cháu là khỏe mạnh để làm sao có cái sức khỏe để bảo vệ cho con gái. Thế nhưng có cái như thế là nó không phù hợp được bằng gia đình số 3. Dạ, quyết định cuối cùng thì cũng là do bên đàn cha gái quyết định. Cho nên đàn trai đây xin chúc phúc cho anh và cháu hạnh phúc. Lúc nào chúng ta cũng là bạn bè tốt của nhau nhé. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Thôi thì hy vọng nè, nếu mình có cảm tình với cô nàng này và mình có niềm tin như vậy, mời mẹ ở lại ở dưới chờ để chút nữa coi cô nàng này có chọn mình hay không nha. Được không? Cảm ơn mẹ đến với chương trình và chúc em và mẹ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như ngày càng thành công hơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc mừng ba. Cảm ơn Ngọc. Trước mắt là mình thấy mình chiến thắng rồi phải không ạ? Dạ. Mình chiến thắng ở đây là chiến thắng trong mắt của người lớn với nhau. Dạ. Nghĩa là ba đã thành công ngày hôm nay rồi. Nhiệm vụ của ba tới đây là hoàn thành xuất sắc. Dạ. Được chưa? Chúc mừng ba nhà trai được không ạ? Dạ, tuyệt vời. Dạ. Chúc mừng em trai nha. Dạ. Bây giờ chỉ còn cái cửa cuối thôi. Dạ. Dạ, mình vượt qua hết tất cả những khó khăn rồi. Dạ. May mắn là em có một người ba rất là quyết liệt.
thậm chí là ba rất là chất phác, thật thà, những gì ba nói ra là thấy là bằng cảm xúc hết. Ba rất là hào hứng nữa, cho nên là hy vọng rằng ba sẽ giúp em vượt qua luôn cửa ải cuối cùng này. Bây giờ mọi sự chú ý đổ dồn vào cô gái xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Trâm thân mến, bây giờ đây em hãy lắng nghe tiếng lòng của mình để xem em có đâu đó cảm nhận được nhiệt huyết và tình cảm từ phía gia đình nhà trai mà gia đình mình đã chọn cho mình hay không. Nếu có, sau tiếng đếm 1, 2, 3 của anh Hiếu, em di chuyển qua bên đây, nắm tay anh ấy để màn kết đôi ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em không đồng ý với lựa chọn của bố mình, em có quyền đứng tại chỗ, màn kết đôi coi như không thành. 1, 2, 3, xin mời. Lựa chọn của em là anh hồi nãy ạ, anh số 4 ạ. Nghĩa là em không đồng ý với lựa chọn của gia đình mình. Dạ. Tại vì đối với em á, đúng là kinh tế cũng quan trọng. Nhưng mà biết đâu ngày mai nó lại khác. Thời buổi mỗi ngày nó đều khác mà, nhưng mà chỉ cần cái người mà có ý chí cầu tiến là cái việc kinh tế nó sẽ sớm muộn thôi. Nhưng mà khi mà em đứng kế bên anh đó thì em thấy là cái cảm giác nó thật hơn. Dạ, nó rung động thật hơn. Vậy tại sao hồi nãy khi mà bạn mở lời, bạn nói rằng là không biết cô gái có chọn bạn này hay không, sao lúc đó em không lên tiếng luôn? Em định là theo bố mẹ, nhưng mà khi mà em suy nghĩ lại là tình cảm của mình đó là phải do mình lựa chọn, cho nên em quyết định nói ra sự thật rồi. Hồi trước giờ có bao giờ em không làm theo lời bố mẹ muốn không? Dạ chưa. Chưa. Tại sao lần này lại cãi gan như vậy? Tại vì em nghĩ trong chuyện tình cảm á, thì là mình là người sống với người đó ở nửa đời sau mà, cho nên rất là quan trọng mà, chứ không phải là bố mẹ sống chung. Thưa quý vị, lần đầu tiên cô gái này không nghe theo lời của bố mẹ. Cũng là lần đầu tiên cô ấy nói lên tiếng lòng để lựa chọn chàng trai mà cô ấy muốn kết đôi. Nói gì nói, bạn này rất là hiền, phải không bố? Cái bạn này mặc dù nhà có điều kiện nhưng mà rất là hiền. Không có thể hiện ra là mình giàu có, hay cũng không có thể hiện ra là mình có đầy đủ tất cả. Bạn này rất là chân thành, nhưng mà ở đây chắc là cái gu của em, hiểu không? Chứ nó không phải gì hết. Dạ, chắc là ba thấy sao ba? Chắc là cái viễn cảnh này mình không nghĩ tới. Còn cái này là xin cũng nói lại với lại gia đình số 3 là bây giờ ba mẹ sinh con trời sinh tính. Mà ba mẹ đã đặt cho con đã như thế là đồng ý với cái gia đình số 3 là con cháu là rất hiền, ngoan ngoãn và có hiếu, cao giáo điểm dai. Thế nhưng con gái như thế là không nghe lời ba mẹ, mà con gái mà không nghe ba thì cuộc đời sau có vất vả có như thế nào nữa. Thì con phải chấp nhận. Đấy, đó là theo cái ngôn cụ nói là cá không ăn muối là cá ươn. Thì đấy, cái đó là con gái là phải chấp nhận. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn bố. Thật ra bố nói điều này là bố đang cảnh giác cho em đó. Dạ. Yeah. Em có suy nghĩ lại không? Không, em đã chắc chắn với suy nghĩ của mình rồi anh ạ. Nghĩa là em vẫn không đồng ý với sự kết đôi lựa chọn này của bố. Dạ. Yeah. Em vẫn có cảm giác với cậu con trai vừa rời sân khấu hơn. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, chúng tôi tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Vậy thì, thưa quý vị, dường như cậu con trai gia đình số 4 hồi nãy đã bắt thấy tín hiệu gì đó từ nữ chính của chúng ta. Cho nên bạn ấy mới nói rằng là bạn tin rằng là cô gái này sẽ chọn mình. Và tôi có nhờ bạn ấy, nếu quả quyết như vậy thì hãy chờ. Và thật sự là bạn ấy đã chờ. Hãy cùng gặp gỡ lại gia đình số 4. Cho anh hỏi nha, hồi nãy có cái cảm giác gì mà em lại tự tin rằng cô gái sẽ không chọn bên kia như vậy? Dạ, tại vì em cảm thấy là quyết định đó là của bố mẹ thôi. Còn của bạn nữ thì em chưa thấy bạn nữ trả lời như thế nào. Thì em cho em thêm một cơ hội, tự tạo cho mình đó một cơ hội. Tự tạo cho mình một cơ hội đúng không? Dạ. Rõ ràng, ở đây mới bố mẹ chọn mà.
Nãy giờ mình cũng đã ráng thể hiện rồi, biết đâu cô nàng này không chọn thì sao? Dạ đúng rồi. Tại vì sao mình lại nghĩ tiêu cực mà không nghĩ tích cực? Dạ. Do mình nghĩ tích cực như vậy cho nên kết quả nó đã đến với em rồi đó. Và tôi cũng phải xin tuyên bố luôn, màn kết đôi ngày hôm nay không thành công thưa quý vị. Nhưng do chàng trai của nhà số 4 đã mang lại những cảm giác nhất định và khiến Trâm cảm thấy đâu đó mình có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Yeah. Mình xinh đẹp, mình tự tin, mình rạng rỡ thì mình xứng đáng được lựa chọn tình yêu của mình. Yeah. Vậy thì dù không kết đôi trong chương trình nhưng rất mong với sự lựa chọn của em, hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau ở bên ngoài, có thể làm bạn, làm người yêu và tiến tới những điều tốt đẹp. Chúc hai bạn tìm hiểu thật thành công và đặc biệt là nhớ chia sẻ với những người thân yêu trong chúng tôi và cả đại gia đình Thông Gia Song Đấu được biết nhé. Trâm ơi qua đây đi nè. Dạ. Rồi, nói gì với nhau một câu đi. À, không biết là mình sẽ ở bên nhau được bao lâu mà cố gắng lâu nhất có thể là được ạ. Anh cũng cảm ơn em vì đã có sự thay đổi lựa chọn anh. Anh cũng biết nói gì. Anh cũng cố gắng bù đắp tình cảm này dành cho em. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Tôi nghĩ là một hành động gì đó ngay lúc này thì mới cam kết được. Chứ mà những cái sức mạnh của mình cũng không làm. Sao ạ? Ngại. Thôi thì từ từ, để hai bạn có thể tìm hiểu nhau và có thể đâu đó tìm kiếm được những điều tuyệt vời dành cho nhau nha. Thưa quý vị, như vậy, mặc dù ngày hôm nay chúng tôi kết đôi không thành công do cô gái xinh đẹp nhất của chương trình Võ Bích Trâm không đồng ý với lựa chọn của gia đình mình là cậu con trai gia đình số 3. Nhưng cô ấy vẫn có cảm xúc nhất định với cậu con trai nhà số 4. Và dĩ nhiên, theo thông lệ chương trình, màn kết đôi không thành công nhưng bạn ấy vẫn có cơ hội để tìm hiểu cậu con trai mà mình mong muốn. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm kiếm và thấy được những điều tốt đẹp phù hợp với nhau để cùng thăng hoa trong tình yêu đôi lứa. Rất mong là quý vị luôn theo dõi chương trình Thông Gia Song Đấu trong khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Rất mong đã mang đến cho quý vị một buổi tối với rất nhiều cảm xúc thăng hoa trong tình yêu đôi lứa. Và đừng quên hẹn gặp lại nhau khung giờ này tuần sau quý vị nha. Tôi là Phương Hiếu, xin chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.